Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, ngày hôm nay chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với ông Nguyễn Tấn Lạc liên quan tới một nghị quyết mà ông và các đồng sự của ông đang vận động để các cấp chính quyền ở Hoa Kỳ thông qua. Nghị quyết mang tên Nghị quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời quý vị theo dõi. Kính chào ông Nguyễn Tấn Lạc. Chào anh Hoàng Lân, chào quý vị khán thính giả của Phố Bosa TV. Nghị quyết mang tên Nghị quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đã có trao đổi nhiều lần trước đây. Ông có thể tóm tắt một số nội dung chính của nghị quyết cũng như là có những cái cập nhật liên quan tới nghị quyết, cái cuộc vận động của ông thưa ông? Vâng, thưa quý vị khán thính giả, một cách tóm tắt thì nghị quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đó là cái công việc của Ủy ban vận động nghị quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi là điều viên đã thực sự khởi đi từ năm 2014 và thực sự cho đến giây phút này thì là đã được hơn một năm rưỡi rồi. Và cái công việc vận động thì đã có những cái kết quả rất là cụ thể và đáng khích lệ là ba cái thành phố chính ở Orange County, tức là thành phố Cần Thơ, thành phố Westminster và thành phố Santa Ana đã ra ba cái nghị quyết và thêm một cái tuyên bố nữa công nhận cái ngày 26 tháng 10 gọi là Ngày Việt Nam Cộng Hòa, với cái ý nghĩa rằng cái Ngày Việt Nam Cộng Hòa này là cái ngày chúng ta cần phải lưu ý, cần phải nhớ, bởi vì ngày 26 tháng 10 là cái ngày đầu tiên mà nước Việt Nam Cộng Hòa được thành lập với cái bản hiến pháp đầu tiên, và cũng là cái ngày quốc khánh đầu tiên. Cái quan trọng của cái vấn đề nghị quyết Việt Nam Cộng Hòa này không phải là cái ngày đó, mà là cái ý nghĩa của cái vấn đề Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì Việt Nam Cộng Hòa đã được khai sinh ra sau khi chế độ thực dân chấm dứt, và từ đó là bắt đầu một cái thể chế tự do dân chủ với cái nền Cộng Hòa. Và rồi Việt Nam Cộng Hòa phải đối đầu với một cuộc chiến tranh tự vệ mà mình không có sự chọn lựa nào khác, do Cộng sản Việt Nam, tức là Cộng sản Bắc Việt gây ra, bắt đầu khởi đi từ năm 1954 mà chính thức thì là năm 1960, và Việt Nam Cộng Hòa ở trong một cái thế là phải chống lại cái hoạt động xâm lăng bằng quân sự của Cộng sản Việt Nam, tức là Cộng sản Bắc Việt, để bảo vệ cái chế độ tự do dân chủ và nền Cộng Hòa, bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân của Việt Nam Cộng Hòa, tức là thực sự là miền Nam Việt Nam. Đó. Thì cái công cuộc mà đấu tranh chống lại cái sự xâm lăng của Cộng sản Việt Nam á, là một cách đúng ra đó là do cái Cộng sản Bắc Việt gây ra, và Cộng sản và Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là cái phía mà phải chống lại để mà tự vệ, để mà bảo vệ cái nền Cộng Hòa và cái thể chế dân chủ tự do mới vừa được thành lập sau 80 năm nô lệ, trở thành một cái quốc gia là nô lệ dưới cái đế quốc Pháp. Thưa ông, trên thực tế thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chấm dứt từ năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975. Và giờ đây thì Hoa Kỳ cũng đã có sự ban giao một cách toàn diện với lại chính quyền Việt Nam hiện nay. Như vậy thì cái việc đòi hỏi cái công nhận một cái ngày Việt Nam Cộng Hòa, điều đó nó có đi ngược lại với lại cái xu hướng quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay hay không thưa ông? Thực sự là nó không có cái gì là trái nghịch trong cái vấn đề mà đi ngược lại với cái xu hướng giữa quan hệ ngoại giao giữa Cộng sản Việt Nam bây giờ và Hoa Kỳ. Vì cuộc chiến Việt Nam đó mà đã thực sự chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, và đồng thời nó đi với cái sự chấm dứt của cái thể chế dân chủ, cái nền Cộng Hòa của Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì chúng ta đã thua cuộc. Tuy nhiên cái vấn đề là
Việt Nam Cộng Hòa cùng với quân dân cán chính và các vị dân cử cũng như là quân đội đồng minh thực sự đã là phải đối đầu với một cuộc chiến để bảo vệ cái nền Cộng Hòa của mình. Và đây chính là cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Mà suốt từ 30 tháng 4 năm 75 đến giờ, khi Việt Nam Cộng Hòa đã lọt vào tay Cộng sản Việt Nam, thì Việt Nam Cộng Hòa không được nhắc nhở tới, và kể cả cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa đã bị lãng quên. Thành ra bây giờ cuộc chiến đã chấm dứt, tuy nhiên rằng cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa vẫn là có chính nghĩa và vẫn sáng tỏ. Và bây giờ thì càng lúc chúng ta càng thấy rằng là cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam càng sáng tỏ, khi chúng ta thấy chế độ Cộng sản Việt Nam với đầy khuyết tật và đang đối đầu với lại cái việc mà người dân ở trong nước đang đấu tranh để mà đòi thay đổi, chấm dứt chế độ Cộng sản và thực thi một chế độ dân chủ, một cái thứ nền Cộng Hòa mà Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã có, đã khởi sự từ cách đây 40 năm, hơn 40 năm, từ ngày 26 tháng 10 năm 1956. Về cái cập nhật của cái cuộc vận động này thì ngày hôm qua ông cũng đã có thông báo cho một số báo chí tới tham dự một cái cuộc gặp mặt với văn phòng thượng nghị sĩ California Janet Nguyễn. Cuối cùng báo chí cũng đã không có được phép tham dự cái buổi đó theo yêu cầu từ phía văn phòng. Ông có thể cho biết là cái cuộc gặp mặt giữa nhóm của ông và văn phòng của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã diễn ra như thế nào thưa ông? Dạ vâng, chúng tôi rất là đáng tiếc là bởi vì khi chúng tôi gửi ra một cái thông báo cho đồng hương đồng bào biết là cái cuộc gặp gỡ của Ủy ban vận động cho nghị quyết ngày Việt Nam Cộng Hòa với văn phòng của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, thì chúng tôi cũng có cái ý là thông báo cho mọi người biết và cũng muốn mời một số các cái quý vị niên trưởng, các quý vị thân hảo nhân sĩ, quý vị lãnh đạo tin thần các tôn giáo và những người nào quan tâm trong các cái tổ chức đấu tranh như cộng đồng đến cùng với chúng tôi để mà làm việc với văn phòng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Thì chúng tôi rất là làm tiếc là không biết là văn phòng thực sự là không có prepare để mà tiếp giới truyền thông báo chí. Nhưng mà tuy nhiên giới truyền thông báo chí thì thấy cái tin này là một cái tin khá là, phải nói rằng là nó nóng bỏng và nó rất là sôi nổi. Cho nên là một số cơ quan đã đến như là báo Viễn Đông với anh ký giả Thanh Phong, báo Việt Báo anh Thanh Huy, đài truyền hình SET và SBTN anh Phan Đại Nam, và cũng như là anh Vũ Hoàng Lân của Phố Văn TV có đến để mà ghi nhận một trong những sinh hoạt rất là quan trọng và đáng chú ý. Nhưng mà tiếc rằng văn phòng của thượng nghị sĩ Trần Đăng Nguyễn vì không có chuẩn bị cho cái việc tiếp đón dưới truyền thông báo chí nên đã phải nói lời xin lỗi và xin các quý vị trong truyền thông báo chí là cảm thông. Cái đó là cái điều tôi rất là đáng tiếc. Ông có thể tóm tắt cái nội dung của buổi gặp mặt giữa hai bên thưa ông? Nhưng mà cái điều chúng tôi xin nhấn mạnh cái điều đó là thực sự là nếu có cái giới thiệu trong báo chí là điều tốt cho văn phòng của nghệ sĩ Janet Nguyễn, mà rất tiếc là văn phòng diễn không có prepare, không có chuẩn bị, thế nên cho nên đã phải từ chối cái sự có mặt của các anh em phóng viên báo chí. Bây giờ trở lại cái nội dung của cái buổi là làm việc với lại văn phòng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, chúng tôi nghĩ đây là cái tin tức rất là quan trọng mà chúng tôi rất là cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân đã phỏng vấn để chúng tôi có dịp trình bày tường trình cho quý vị khán giả của Phố Văn Xã TV cũng như là đồng hương đồng bào tại miền Nam California và khắp nơi biết rằng là cái ngày thứ sáu vừa qua là ngày 11 tháng 3 đó, lúc 10 giờ rưỡi đó, thì Ủy ban vận động cho nghị quyết ngày Văn Đồng Cộng Hòa và một số các cái vị đại diện cho một các tổ chức đoàn thể quan trọng đã đến tham dự. Thì tại cái buổi này chúng tôi là cái người được cái dịp
để mà trình bày với văn phòng thượng nghị sĩ tất cả những cái nỗ lực của chúng tôi cũng như là cái ý nghĩa cái việc chúng tôi đang vận động cho cái nghị quyết ngày Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào. Đó là cái quan trọng của cái tầm quan trọng của cái cuộc vận động này, cái sự quan tâm của rất là nhiều giới trong cộng đồng chúng ta, nhất là quý vị niên trưởng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là quý vị cựu dân cử của Việt Nam Cộng Hòa. Các quý vị đều lớn tuổi hết rồi và đều ở trong tình trạng đau yếu bệnh hoạn hết, mà bây giờ quý vị là đang sống những cái ngày tháng sau cùng, và quý vị vẫn còn cảm thấy rất là buồn vì Việt Nam Cộng Hòa đã mất. Mà đồng thời với cái sự mất Việt Nam Cộng Hòa đó thì cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa đó đã bị lãng quên. Như vậy thì phía văn phòng của thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn đã tiếp nhận cái cuộc vận động như thế nào thưa ông? À, vâng, thì thực sự mà nói ra là chúng tôi đã gửi cái thơ và cái tài liệu vận động đến văn phòng thượng nghị sĩ là hai lần. Một lần nữa là cái lần lúc mà thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn còn là giám sát viên, mà tuy nhiên rằng là về có thể văn phòng có nhiều cái vấn đề quá, về vấn đề trụ sở vẫn đủ thứ chuyện hết xảy ra, cho nên văn phòng đã không có thể nào mà trả lời cho những cái yêu cầu của ủy ban vận động chúng tôi được. Thế cho nên là chúng tôi là phải mạnh bạo đến văn phòng mà yêu cầu cho chúng tôi có cái cơ hội để mà trình bày cái dự án của chúng tôi, và yêu cầu thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn sẽ quan tâm và sẽ đẩy mạnh cái nỗ lực của mình trong vấn đề mà đệ nạp cái nghị quyết ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Quốc hội tiểu bang, vì cái ý nghĩa là chúng tôi muốn là Quốc hội của tiểu bang là ghi nhận cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa, và đồng thời là vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, vì thực sự Việt Nam Cộng Hòa là cái quốc gia, là cái chính quyền đã phải bị buộc lòng phải chiến đấu để tự vệ, để bảo vệ cái chính nghĩa của mình, là một cái quốc gia non trẻ vừa mới được độc lập tự do, vừa mới có một cái nền Cộng Hòa, còn đang cố gắng lo xây dựng và để mà bảo vệ cái tính mạng tài sản của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa. Và phía văn phòng đã có tiếp nhận cái cuộc vận động như thế nào thưa ông? Thì văn phòng của thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn thì đã tiếp chúng tôi với bà Francis Cardenas, là cái người mà là gọi là phụ tá tránh văn phòng, tức là Deputy Chief of Staff, và cái người director của văn phòng thượng nghị sĩ, tức là cô Jacqueline Trinh On. Đó là hai cái nhân vật rất là cao cấp của văn phòng thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn, và đã lắng nghe cái sự trình bày chúng tôi từ cái ý nghĩa của cái việc vận động cho nghị quyết về Việt Nam Cộng Hòa, đến cái sự quan tâm của đồng hương đồng bào, đến cái sự quan tâm của các giới. Và họ đã rất để làm vui mừng vì họ đã có cái cơ hội được tiếp xúc với lại ủy ban để mà có nghe được đầy đủ những cái sự ưu tư với cái quan tâm, và đồng thời là cái sự mong muốn của đồng hương đồng bào các giới. Thì ủy ban chúng tôi đã đến đó với một cái thành phần khá là đầy đủ, với lại các vị khác nữa là cả trên 10 người đến để mà trình bày. Và gọi là phụ tá cho tránh văn phòng rất là cảm ơn vì chúng tôi đã đến để nói cho họ hiểu rõ hơn, và bà ấy ghi nhận rằng là đây là một cái việc rất là chính đáng. Một cách cụ thể, văn phòng có cho biết là bao giờ sẽ nộp cái đó lên trên cái tiểu bang như là ủy ban mong muốn hay không? Một cách cụ thể thì bà phụ tá nhân phòng cho biết rằng là cái việc này là việc rất là quan trọng. Bây giờ bà mới hiểu rõ cái chuyện này hơn. Bà ấy sẽ tường trình với thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn và sẽ đề nghị cố gắng đẩy mạnh cái công việc vận động cho cái nghị quyết này trong thời gian sắp tới.
chúng tôi có đưa ra một cái ngày deadline, đúng ra là không phải là nghĩa là cái ngày quan trọng, một cái mốc ngày quan trọng mà chúng tôi là mà muốn nhắc nhở đó, tức là ngày 26 tháng 10 năm 1956, tức là cái ngày mà khai sinh nền Cộng hòa đó. Thì chúng tôi muốn ngày năm nay là chúng tôi sẽ tổ chức cái ngày đại lễ Việt Nam Cộng hòa vào ngày 28 tháng 10 ở tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ. Thế cho nên chúng tôi muốn văn phòng thượng sĩ Giang Đức Nguyễn đó, cố gắng làm sao đệ nạp cái nghị quyết này cùng với sự hỗ trợ của các quý vị dân biểu khác ở tại Quốc hội của tiểu bang, để cái nghị quyết này có thể được thông qua càng sớm càng tốt, trước cái tháng 10, ít trễ lắm tức là khoảng tháng 9, để chúng tôi có thể tổ chức cái ngày đại lễ Việt Nam Cộng hòa đó một cách thật là to lớn, đầy đủ ý nghĩa. Tất nhiên là với một rất là đông quý vị quan khách trong giới chính trị gia, trong giới chính quyền của tiểu bang và ở địa phương, cũng như là cái sự hiện diện của quý vị cựu dân biểu, nghị sĩ, các sĩ quan cao cấp trong quốc lực Việt Nam Cộng hòa, cũng như là đồng bào trong cái buổi lễ đấy. Như vậy thì ông và ủy ban đã có một lời hứa hẹn nào đó từ phía văn phòng của... Dạ vâng, có thể gần đúng là như vậy. Bà Francis có nói rằng là thông thường đó thì những cái nghị quyết do các dân biểu và nghị sĩ đề nghị đó thì thường thường diễn ra vào cái tháng riêng. Thế nhưng mà với một cái nghị quyết như thế này thì văn phòng vẫn có thể làm việc được, là vì thực sự nó không phải là một cái đạo luật. À, thì tuy rằng cái bà là phó tránh văn phòng nó không có hứa hẹn mà chắc chắn, nhưng mà bà cho biết là sẽ cố gắng và có thể sẽ đạt được. Sau cái bước là tiếp cận với văn phòng của thượng nghị sĩ Cha Đến Nguyễn, thượng nghị sĩ tiểu bang, thì cái mục tiêu về sau này cũng như là mục tiêu sau cùng của nhóm của ông là đưa cái nghị quyết này nó tới ở cái tầm mức nào, thưa ông? Qua tiểu bang tới liên bang, thậm chí tới Liên Hiệp Quốc vân vân, có cái mục tiêu nào cụ thể sau cùng, thưa ông? Thực sự ra mà nói thì cái mục đích chính của chúng tôi đó là trước tiên sẽ là làm sao để có một cái nghị quyết ở cái địa hạt, cái lĩnh vực là tiểu bang. Mà cái tiểu bang quan trọng nhất là tiểu bang California, nơi có khoảng độ nửa triệu người Việt tị nạn và bây giờ đã trở thành người công dân Mỹ một số lượng khá lớn, với rất nhiều các vị dân cử. Thành ra là nếu cái nghị quyết ngày Việt Nam Cộng hòa này mà được công nhận ở tiểu bang California này, thì chúng tôi hy vọng rằng các tiểu bang khác có đông đảo người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt hay là người Việt tị nạn cư ngụ, như là tiểu bang Texas, tiểu bang Florida, tiểu bang Virginia, hay là New York, hay Minnesota, hay là Seattle, họ sẽ tiếp tục, họ thấy cái chuyện làm của chúng tôi là có ý nghĩa, họ sẽ cũng sẽ làm những công việc như vậy. Thì nếu mà có càng có nhiều cái nghị quyết ngày Việt Nam Cộng hòa với cái ý nghĩa là công nhận cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng hòa, cũng như là ghi nhớ nhắc nhở mọi người về cái chính nghĩa này, và đồng thời để tri ân các chiến sĩ và đồng bào, quân dân can chính của Việt Nam Cộng hòa, các vị dân cử, cũng như là quân đội đồng minh của Hoa Kỳ và gia đình của họ trong cuộc chiến Việt Nam, thì đó là cái điều đáng quý, vì đó là một cái quan trọng nhất. Vì trong cái lịch sử chiến tranh Việt Nam đó, mặc dù Việt Nam Cộng hòa không có thắng trận, nhưng Việt Nam Cộng hòa vẫn là cái phía có chính nghĩa, mà cái chính nghĩa đó là đây bây giờ đến lúc là cần phải được nhắc nhở, cần được nêu cao, nhất là đối với các thế hệ con cháu, và đồng thời cũng cho quý vị niên trưởng, quý vị dân cử mà đã phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng hòa, đã hy sinh cùng với đồng bào rất là nhiều, thì bây giờ ít nhất họ cũng là hãnh diện là họ phục vụ cho một cái chế độ thực sự là đã phải tự vệ, đã phải tham gia cuộc chiến bất đắc dĩ để tự vệ, và tất nhiên là đây là một cái cuộc chiến có chính nghĩa mà bấy lâu nay đã không được nhắc nhở
và có thể là bị lãng quên. Thì bây giờ là cái lúc chúng ta phải sửa chữa cái sai lầm nếu có lịch sử, và để cho con cháu chúng ta là hãnh diện, không phải là con cháu của những người mà đứng ở cái phía mà không có chí nghĩa. Xin cảm ơn ông Nguyễn Tấn Lạc rất nhiều cho những cập nhật của ông liên quan tới cuộc vận động của ông và của những người đồng sự. Xin chấm dứt ở đây và hẹn gặp lại trong những lần tới, thưa ông. Vâng, xin cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong một dịp khác.